Sorry mọi người, hôm nay Chi đang hơi bệnh cảm chút xíu cho nên là sẽ nghe hơi ngào ngạt, xúc động hơn bình thường đúng không ạ? Lời đầu tiên cho Chi Phu xin gửi lời chào thân thương nhất tới tất cả các vị khách quý đã có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Và không ngờ rằng là bẵng đi vài năm, gần như là mất tích trên thị trường, thì cuối cùng ngày hôm nay Chi Phu cũng đã trở lại với âm nhạc. Và mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ hết mình cho sự trở lại này ạ. Dạ, xin chào mọi người, khó tay ạ. Thực sự rất là run luôn, tại vì cái cảm giác mà tổ chức họp báo lâu lắm rồi nó mới quay trở lại. Phải là hơn 2 năm rồi thực sự mới sống được lại trong cái không khí như thế này tất cả anh chị. Tại vì là suốt 2 năm qua thì tụi em đã triển khai rất là nhiều dự án, cũng đã quay những sản phẩm, cũng đã chuẩn bị cho những cái kế hoạch cũng như là tham gia vào những cái chương trình khác nhau. Như vừa rồi là quý anh chị có theo dõi Street Dance Việt Nam thì Chi là một trong captain, và ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt khi có tất cả các anh em tuyển thủ của team Chi Phu tham gia vào buổi họp báo lần này. Thì sau tất cả những hoạt động đó thì cuối cùng cái niềm đam mê và cái ấp ủ lớn nhất của tụi em và cái sự chờ đợi của khán giả lúc nào cũng đổ về Chi với những sản phẩm âm nhạc. Và thật sự là không để quý vị, không để mọi người phải chờ lâu, thì tất cả những gì tụi em dồn nén lại trong suốt hơn 2 năm qua nó sẽ được thể hiện từ tháng 8 này trở đi, khi mà tụi em có chia sẻ với mọi người rằng là mỗi tháng tụi em sẽ ra mắt một cái MV. Và đó, nếu mọi người nhớ thì khoảng 5 năm, vào 5 năm trước khi mà Chi Phu bắt đầu đi hát, tụi em cũng có một cái thông báo rằng là mỗi tháng một MV. Một lời tuyên thệ. Dạ, lúc đó là 4 MV và bây giờ là nó còn hơn như vậy nữa, tới 5 MV kéo dài từ đây đến hết tháng 12. Và ngày ra mắt rất là đáng nhớ, đó là những cái ngày đôi, những ngày mà quý vị đang phải tăng xe em. Như chúng ta đã theo dõi những ngày gần đây về những cái cánh diều được thả trên những cái đồng trống ở Sài Gòn thông báo về sự trở lại, sự comeback của Chi Phu vào ngày 8 tháng 8, cũng như là những cái đoàn xe diễu hành ở trên đường phố Sài Gòn vào những giờ cao điểm, mà ở đây có rất nhiều anh chị em, trong đó ví dụ như anh Chi Béo bắt gặp ở trên đường đoàn xe diễu hành, cùng với những cuộc điện thoại thông báo vào sáng, vào ngày hôm qua và ngày hôm nay về sự ra mắt lần này. Thì thực sự đó là những cái sự đầu tư và những cái lời gửi gắm của ekip, hy vọng rằng là cái sự trở lại lần này của Chi Phu và của GM Entertainment sau 2 năm sẽ được quý anh chị đón nhận một cách nồng nhiệt nhất. Cho đến thời điểm này thì em không còn đặt nặng vấn đề rằng mọi người gọi mình là cái gì nữa. Tại vì em chỉ quan trọng rằng em được làm cái thứ mà em đam mê và em yêu thích thôi. Em không còn quan tâm là người ta gọi mình là ca sĩ hay là diễn viên hay là nghệ sĩ trình diễn hay là hot girl hay là người mẫu hay là cái gì. Em chỉ quan tâm là em đang được làm cái điều em yêu. Và tất cả những người mà họ ủng hộ em thì em thực sự cảm thấy rất trân trọng và biết ơn. Tại vì đấy chính là động lực để em có thể đi tiếp con đường này. Chính vì vậy từ những năm đầu tiên mà Chi ra nhạc sẽ là những cái thứ âm nhạc mà khiến cho mọi người cảm thấy giải trí carefree, là mọi người không cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ cần nghe, chúng ta nhảy, chúng ta thấy hay thì chúng ta cùng hát lên với nhau, cùng nhảy múa với nhau. Và đây là nhạc để chúng ta party, để chúng ta có thể xả stress. Thì vì sao chúng ta lại phải suy nghĩ nhiều khi mà chúng ta làm một sản phẩm giải trí? Và đấy cũng là cái mà Chi muốn đem đến cho mọi người. Khi mà nghe nhạc của Chi Phu thì cứ vui đi, cứ party đi, cứ nhảy múa đi. Còn khi nào mà Chi làm nhạc ballad rồi Chi hát những ca khúc và sầu bi thật là nhiều lớp lao suy nghĩ, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ ngồi xuống và phân tích với nhau ạ.